Hello nghe em. Và chào mừng anh em quay trở lại với channel của SheChat. Ok. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Những gì nhỉ? Lên rat 2 biết thêm giữ đại Amelie rồi. Ôi lỡ rồi. Hãy tạm thời cái này nhé. Nghĩ đồ ấy cũng khá là không nhỏ nhau. Không nhỏ nhỏ nhỏ. Căng phết anh em ơi. Mình lại đánh tướng nào cũng khỏe. Phương à? Xin luôn. Bạn này không nhân đôi đam anh em ơi. Không nhân đôi đam mà có hậu quả thế. Đè nó. Cầm hai kết mà còn đánh nhân đôi đam mình cũng xin ngoào ngoào mình đấy. Rồi đen rồi. Lên gì hai nhỉ? Thương. Thương, hai thương. Thương bắt bên này đúng không? Cho con floor vào giữa. Mình thương đây. Này này. Mình đọc rồi. Đấm phát. Chết. Hai bức chương là thần đánh gì nhá em nhỉ? Không nghĩ nhỉ? Hai bức chương là thần chắc mình voi thôi. Hay để đem cho voi. Cho voi cho thêm cho ma lốc mà đánh thú nhiều cũng chán anh em nhé. Đánh cái gì khác mà đánh nguyên tố hay nguyên tố thợ săn quỷ được đấy. Nguyên tố xe neo được anh đỡ giòn rồi. Ê cũng được ấy. Bây giờ mình đánh khoảng 90% sát thương vật lý à? Nhưng mà còn sát thương phép sao nhỉ? Mới căng nhỉ? Đánh đỡ đòn, 6 đỡ đòn. Sáu đỡ đòn cộng với cả thợ săn quỷ à? Hay là có nghĩ ra? Chân quỷ này. Nào nhỉ? Đánh nào bây giờ anh em? Nếu mà đánh nguyên tố thợ săn quỷ. Được. Nguyên tố sẽ săn quỷ. Nguyên tố sẽ săn quỷ.
Chẳng hết ta anh em ơi. Step away. Step aside. Bán bán thần đi hơi tiếc. Bán này đi. Bán này đi. Bán này. Chết là nhiều đồ cho con này quá nhỉ. Đánh được anh em ơi. Nguyên tố sợ săn quỷ, hắc ám, bán thần, hắc ám được, hắc ám được. Có đồ này cho con rồng được rồi. Cần nhớ một thương thôi. Nguyên tố có 3 nguyên tố rồi, thiếu Azenka thôi. Bán thần à, xem nào, hên xui là 4 7 9 4 cát là 10. Không chơi bán thần được. Nhưng mà chơi nguyên tố sợ săn quỷ được anh em ơi. Cái mức này còn đang búp mana lên tay anh tinh thì cái này để cho rap được em ơi. Để con rap được nhầm. Đó có để hai đồ kia thôi. Floor 2 khá là khỏe. Được đấy anh em ơi. Tạm lau à. Voi van 1 trở lên voi 2 đấy nha anh em nhé. Này nếm cho lau à. Con heo đi. Sợ săn quỷ à? Nghe quyến rũ nhỉ? Sexy. Bản thân không lên được nhỉ? Teo nát còn nên giữ lại không? Giữ teo lại không? Để con Van Heo này bắn cũng được. Bắn nó cũng ra đam mà. Lo cũng gánh nhiều đam phết. Bây giờ Van Heo 2, mình nghĩ Van Heo 2 gánh ra đam. Zeal lên Zeal 2 cũng được. Mình sẽ bỏ hai con Noman kia đi, bỏ con bán thần này đi, ba nguyên tố thêm một con tướng nữa là 7 là thành 7 nguyên tố. Floor sẽ gánh đam một lúc trong lúc mà mình chưa có rồng, chưa có thương, chưa có nắc crop. Quan trọng là voi ulti được anh em ơi. Ui, nhiều đồ cho voi lắm. Này mình sẽ cho con Lauriel nhá. Nhiều đồ cho voi lắm anh em ơi. 16 ở đây luôn nhá. Nhìn luôn. Chắc không cần giữ teo đâu. Chạy giữ phát Nakot một teo. Ơi có Quixi. Quixi cũng khá là ngon. Không có một con hắc ám nào nữa nhỉ. Bỏ hai Noman đi hơi tiếc nhỉ. Bỏ hai Noman được không? Cái này này. Thêm một Zeal này. Hơi kỳ tí mà thôi đánh tạm anh em. Hơi kỳ tí nhưng mà tôi bình tĩnh. Đồ cho voi này. Tí voi cầm hết đồ của mình anh em. Diêu công ty một phát ok. Em có dù diêu công ty đau phết anh em. Xiên. Ok. Em không Van Heo này bắn nhiều đam phết anh em ơi. Van Heo quèn này mà bắn ra nhiều đam vãi em ơi, nhìn thích vãi, khó chịu thật sự. Ôi trời ơi. Quân chưa khải thần nhưng mà thôi, lấy nó quân chưa khải thần chắc điên đầu quá anh em ơi. Không được, không được. Mình nén đồ cho Nakot nhá. Chắc là bây giờ mình có Nakot bây giờ. Bón Zeal đi. Mình có hắc ám nữa không? Mình có hắc ám nữa được không? Không có à?
Mình cần hắc ám luôn đấy nhỉ? Hắc ám luôn cũng tốt anh em ơi. Nomad, thợ săn quỷ. Hay là mình lên thôi, lên 8 nhé. Xong rồi mình sẽ chơi sau nhé. Đồ thế này, Narcos ở đây. Hero ở kia, Void ở kia. Này thôi anh em, nhưng không có gì mình vội. Tính. Narcos sẽ đánh thường 2-3 phát thì nó ulti cũng đẹp. Mặc dù không có hắc ám thì nó cũng hơi thiếu đam một tí. Nó có hắc ám còn ngon hơn. Hắc ám hơi thiếu đam, choáng. Không sao hết. Đây là con rồng này. Bỏ Nomad này chưa nhỉ? Chắc bỏ Nomad đi nhé. Thêm dư thêm con rồng này. Narcos. Narcos đồ này à? Floor đồ cái kia. Narcos. Bút 20 mana cho con rồng phải đánh thưởng mấy phát lâu phết. Mà con Narcos này nó quan trọng là cần đồ anh em. Để con rồng nhé. Văn heo cũng được, văn heo cũng khá gánh. Heo Victor. Đánh được anh em ơi. Bạn này đánh nguyên tố ơi. Nhưng mà này không có nhiều voi bằng mình đâu. Mình đổi cho voi cũng khá là xịn nữa. Ui dòng thổi xấu thế em. Lau kia gánh quá anh em ơi. Lau bên kia nó đánh điên rồ phết. Đánh thường. Ui thôi lau này. Lau kia đánh điên rồ phết anh em ơi. Lau này có đồ gì đây. 9.000 đam không phải đùa. Truy hồn anh em ơi. Gớm biết thật sự. Mà hình luôn em nhỉ. Hình luôn. Bán sau Narcos này. Ám này. Bán thần cũng cởi. Tại mày chờ nó Azenka. Mình bỏ sẽ bỏ con Floor đi thôi. Xong rồi mình cho ba đồ cho con Narcos à. Thế là cho một cái huân chương này cho con rồng cũng được em ơi. Nhưng mà đấy cho con rồng nhé. Floor này gánh đa một tí nữa thôi. Xong rồi tính nữa thì mình bỏ đi thôi. Floor này xiên được không? Xiên được một phát ok. Hai phát ok. Void ulti một phát nữa. Eron ulti một phát ok. Rồi cho Narcos mình gánh team bởi vì con rồng mình đang chưa có đồ gì thổi đẹp nên là vậy nhé. Bạn này chắc phải đi thì bạn ông cụ non này chắc phải đi đi. Không đi là mình cũng hơi thiếu thốn tướng ấy. Bán thần à? Chuyện này không hợp bán thần lắm nhỉ. Bây giờ mình bỏ con này đi nhá. Đi thêm hắc ám nữa vậy. Cho con rồng này. Đó con rồng sẽ đánh thường một phát nó ulti luôn. Khá thú vị. Trận này đánh hai hắc ám thôi anh em ơi. Hai hắc ám thôi. Hai hắc ám hơi thiếu nhỉ. Bốn hắc ám nó khỏe hơn. Ít phải có Narcos 2. Narcos 3. Được rồi, Narcos 3 và lên được con Narcos 3. Thì mình đánh được nguyên tố thợ săn quỷ anh em ơi. Trận này con rồng gần như không gánh được bằng Narcos. Illu thì thôi đánh như hắc ám rồi cũng thế này. Thêm một tướng nữa, thêm tướng gì nhỉ? Thêm Lily được không nhỉ? Hay thêm con gì bây giờ? Có gì chơi à? Thêm pháp sư được không? Thêm pháp sư cũng chả được cơ. Pháp sư chả được tích sự thì đi rắc em. Pháo thủ Caffeine chăng? Ám này mà... Ám này vào D-Rock này. Được đây. Kết tạm thời cho tạm D-Rock rồi nhé. Bởi vì tạm không biết cho ai vào. Narcos 2 gánh team. Ok, rồng. Cái này bán đi. Tạm thời thôi anh em ơi. Void ulti hơi lâu này. Mời không cần vấn đề con Void ulti hơi lâu này. Bên kia con Malok nhảy điên phết. Trừ mana đi. Rồi điên luôn. Cái đội hình này nó hơi thiếu đam một tí. Phải có truy hồn nữa. Mẹ có truy hồn thì ngon.
Ma tộc à? Ma tộc thì tốn nhỉ? Không được em ơi, lấy ma tộc nó không... Lấy được ma tộc, lấy ma tộc bị hai ma tộc mất. Không được em ơi. Lấy ma tộc được. Anh can. Món gì đó? Mình cũng lấy bốn nguyên tố anh em ơi. Đã tạo con cuồng chiến này xuống cho. Bốn nguyên tố ngon phết. Bây giờ thế nào nhỉ? Muốn lấy ma tộc phết anh em ơi. Chém ra sát thương chuẩn nhưng mà thôi, chắc phải lấy đồ thủ nhé. Tất cả vậy cho con ma có thôi. Chưa lấy ma tộc tí nữa, mình không xếp được tướng bởi vì trận này mình đã cố gắng đánh full tank rồi anh em ơi. Full tank trận này không lấy được. Không thêm chỗ được cho nó ma tộc được. Hết chỗ. Chả năng mình lên 9 nhá. Chiêu chiêu không rồi mình lên 9 tướng thôi. Xong mình cho tạm con Omen này vào. Nó thêm 10 tướng mình. À còn thiếu Richter nữa nhỉ. Ừ. Richter. Thế thì lên 9 đấy nhá, xong rồi mình cho Omen vào tạm đánh 4 hắc, 4 ấy với hai thợ săn đấy nhá. Xong rồi có Richter thì có Richter thì mình sẽ cho Richter vào thôi. Von Cat. Không thêm con quy hay thêm con gì đâu vậy. Ma tộc. Đúng rồi, tạm thời này nhé. Tí mình trách thương phát từ nãy giờ chưa trách thương. Má lốc nhảy luôn này. Điên phết. Điên. Nó có ulti nhưng mà không có truy hồn này. Cũng hơi ít đam này. Nó có ulti 2 lần này. Nó có ulti thêm một phát nữa. Ui giờ không ulti được vào ai. Ít đam ghê anh em ơi, cần cái truy hồn đấy. Cần cái truy hồn đấy. Ít đam đấy. Con cát này. Thế có con cát rồi thì khó xử ghê. Sách thánh cho con cát à? Này này. Cái đồ mana này cho con Nakot à? Con rồng không cần thổi nữa. Thôi rồi, thử cái này đi. Cho con cát thử thí đồ nhé. Cho con cát đồ cũng khá là ngon. Mỗi tội Nakot ulti hơi hơi lâu này. Hơi có vấn đề, con Nakot ulti hơi lâu. Chiến. Mình chế bây giờ không cho con Omen này được vào này. Đi tìm lại con Arduin nhé. Nhưng mà thực ra mình bây giờ mình cũng cho thêm một tướng nữa, mình cũng không định cho thêm hai ác ám vào được. Thêm một tướng nữa thì chắc mình thêm Richter thôi, đi tìm Richter thôi anh em ơi. Chứ cũng chả cho con rác này là để đề phòng nhá, nhưng mà không có chả sao. Không có chả sao anh em. Rác để đề phòng. Voi, con voi này cũng hơi không bị cũng không multi được nhỉ. Đang mình ném hai đồ cho voi không? Xong mình cho con nắc này đứng sát ở đây không? Mày cần cho con voi 60 mana cho nó ulti anh em ơi. Xong rồi khả năng nếu mà tìm được ngọc đại mình cho ngọc đại vào cho con Nakot nhé. Rồng mình cho ra cạnh, đứng cạnh con Nakot đi. Rồng trận này phế, rồng trận này không có thương. Nhưng mà có thương mình cho Azenka lên. Nó để này cũng được, để này thì voi ulti sớm hơn. Nó mình lên voi 3 thì mình lên Nakot 3 nhỉ. 3 còn voi 8 con, Nakot 5 con. 5 con mình cần 4 con nữa. Đáng thế nhỉ. Năm hai bạn cuối kia mà bạn này đi thì mình sẽ có voi, có nó có nắc cho mình. Đồ khá là buồn cười này. Azenka mua cũng được. Đồ này à, Nakot này ulti được ra đam không nhỉ? Thế thôi mình bỏ. Khả năng bỏ sách thánh sang cho Nakot anh em ơi. Đánh cho yên tâm. Mềm cho Azenka nhé, mềm cho Azenka đấy cũng được. Azenka gánh. Thì cái sách thánh này sang cho Nakot này. Này đi. Kiếm cứ để Nakot nó có ấy. Chí mạng của sát thủ.
Trích thương phát nhé, một thương ở đáy, hai thương ở đáy, ba thương ở đáy. Okay. Voi công ty. Con cát nhảy. Ok anh em ơi. Con cát này có giáp bổ mệnh nên là nó chỉ chơi chiêu chiêu này thôi. Ok, sách thánh cho con cát cũng ngon nhỉ. Đây cái sách thánh. Sách thánh. Nhưng mà có sách thánh thì con nắc không có đồ mà nó ulti anh em ơi, phải cần một đồ cho tao. What the fuck, con floor này nó hồi máu điên vậy. Điên vậy. Có thêm đồ mana cho con nắc cơ. Giờ nhè. Muốn đồ này cho con cát anh em ơi. Để cho nắc. Nắc cầm thanh kiếm đúng rồi, không thay được. Heron. Vòng nữa lên, còn 3 máu lên được, ok. Vòng sau mình lên nhá. Sau mình lên nhá. Cát 1, Nakot 2. Nhưng mà con Nakot phải ulti được. Thế con voi phải ulti được trước cho nó con. Ok. Azenka cánh hơn rồng đúng không? Rồng cánh hơn Azenka. Voi ulti phát em, chết hết bây giờ. Phát ulti chậm quá anh em ơi. Phát tốn thời gian ulti quá, rồng nó còn nhiều đam hơn. Ulti được 2 phát, Zeal ulti được 1 phát. Con cát có sách thánh. Được cái con cát có sách thánh anh em ơi. Không thay được, bắt buộc con cát phải cầm sách thánh thôi. Đánh nó mới điên rồi. Đây giỏi, đây giỏi. Nó như nguyện vọng anh em nhá. Đội hình toàn sao nhá. Full up Sita nhá. Victor chắc búp 20 mana khi nó cũng đốt được rồi, khi cho Victor đồ luôn cho nó đốt cho điên. Được, đây, được đây, được đây, được đây. Lily à? Thêm con Lily cũng được. Nếu mà thứ hai là thêm thêm một con Lily cũng được. Nếu mà thêm một tướng nữa thì mình thêm một Lily nhá. Sẽ mua trước cũng được, mua trước. Thế chơi này rồi. Victor sẽ đi bộ lên rồi nó đốt. Một đấy thường mà đốt nó. Đốt xong rồi câm lặng các thứ, hiệu ứng các thứ, Nakot ulti một phát nữa. Ok, Nakot ulti. Ba lốc nhảy không ra đam luôn anh em ơi. Ba lốc nó nhảy không ra đam luôn, tìm trầu quá anh em ơi. Ôi giời ơi, nó trông thế nhở, ôi giời ơi, khó đánh thế nhở. Trâu nhất linh quân, thêm con voi ba nữa anh em ơi, thêm con voi ba nữa. Nó còn một con thôi bỏ, tìm một voi ba. Ê, quỷ, cũng được, quỷ cũng được. Diêu này. Ok, thêm phát đi. Lù, chả làm gì. Ok, bây giờ mình gặp bạn này xong đúng không? Mình gặp bạn này nữa, con thê này cũng khá là đáng sợ này. Đấy, một thương đáy này, con cát xuống đáy này. Cát xuống đáy thì cũng chả làm gì. Cứ để mày đến Victor bên này để cho nó boost mana, con nắc có boost mana cho con Victor nhé. Victor đốt một phát. Kình con Nakot này còn không kịp chơi luôn, không tìm một phát được không? Chèn nhái. Victor mình đốt được 2 lần nhưng mà cũng chết rồi. Cát mình cũng còn truy hồn anh em ơi. À đâu, mình vẫn còn sách thánh anh em ơi, vẫn chơi được. Nhảy một phát. Ok. Nhảy một phát, đúng rồi, ăn choáng trước đi con. Choáng nó đi. Choáng nó đi. Chém, chết. Ok. Bạn này ít máu hơn mình. Để cho các bạn phải giữ máu đó. Có anh em ơi. Celica cũng được. Ồ, anh Celica nhỉ. Silica mình có thanh kiếm các thứ anh em ơi, hay chơi Silica đi. Nếu mà có thêm một tướng mình chơi Silica, không thì mình bán. Voi này vừa lên 3 anh em ơi, voi 3 mình yên tâm. Voi còn 11 con. 20 mana. Bây giờ mình ngon nhất là bây giờ mình có một gọc đại cho con Nakot. Thì con Nakot nó sẽ xuống ulti được thì mình có đam. Vì trận này gần như là mình đánh phun tay này chả có tí đam là rồi, nhưng mà tí đam là rồi.
Civica, một thẻ tăng sao nữa. Nhiều trường hợp cần phải tính anh em. Thêm tăng tướng không? Không có tăng tướng. Ở đấy có ngọc đại này. Ngọc đại cũng được. Rồi đi tìm voi ba nào anh em ơi. Hiện giờ rồi, it's about time. Mặt khác ông trời sắp sửa ba này. Vào bloody time. Đen ca 2 con cát này. Ra ông voi ba của mình rồi. Khổ thế nhỉ. Rồng này. Cái bút cho con Richter à? Bút cho con quái gì bây giờ? Thanh kiếm này bây giờ mình đưa rút tàn mình cho con đạn một từ mình chứ. Đạn này đạn. Cho một cho Nacot mình công ty luôn nhá. Hai đồ vút hung tàn với ở kia mình cho con Zeal chăng. Mình muốn vút hung tàn cho con cát này. Này mình cho con Omen. À không, không có Omen à. Em cho Zeal vậy. Thanh kiếm cho Zeal vậy. Thanh con cát mình sách thánh anh em ơi. Cắt mình sách thánh, không thua được, không thua được. Victor ở đây nhưng mà không tên là con voi ba nhỉ. Không thua được. Đổ cho phát thì con ủi không thắng được. Gần thắng được. Vật lý. Bây giờ con Nacot mình sẽ ulti được luôn này, có liềm. Bây giờ cái này cho con Zeal à. Con cát à. Bây giờ cái gì nhỉ? Con gì khá là nhiều đam. Con Zeal mỗi từng ngày đam. Rồng. Nắc. Voi. Mới này con voi ba nhỉ. Hoặc là còn một máu thì chắc mình lên Richter 2 thôi anh em ơi. Chắc lên con Richter 2. Ừ, thế thôi. Xong con Zeal kia có đồ. Ở con cát bên này. Mình cho sang thôi, có gì đâu. Hai con cát chơi nhau tí. Nó có súng ulti được luôn này. Trước khi bạn kia kịp làm gì này. Voi ulti được rồi này. Richter đốt này. Đốt được mấy giây. Được cả hai con cát đánh nhau thì con cát mình thắng anh em ơi. Con cát mình có cả liềm, có cả sách thánh, nó có cả giáp hộ mệnh. Đó, trận này chấm dứt thế, đúng rồi. Xem lên con voi ba không. Chắc khó nhỉ. Khó ra voi thật, không biết tại sao. Nói vậy thôi. Mình đội hình châu nhất liên quan đến đây cũng kết thúc rồi. Bạn thích tiếp trên thì hãy like, subscribe. Châu thật. Comment xuống phía dưới những góp ý bạn thì giúp mình phát triển kênh nhé. Thế thôi. Bye bye nhé.